Kể từ khi hoàn thành việc điều chuyển tổ chức biên chế, dường như không một ngày nào trên bến sông này thiếu đi không khí huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1. Đơn vị đã ưu tiên tổ chức quân số đến đầu mối các trung đội và bố trí lại các điểm tập để đảm bảo cho bộ đội sớm làm quen với thao trường mới. Khi ổn định tổ chức biên chế thì đơn vị đã tổ chức huấn luyện được ngay, xây dựng các cái hệ thống kế hoạch để tiến trình biểu huấn luyện ở các cấp và tổ chức huấn luyện các cái khoa mục theo đúng kế hoạch để đảm bảo được quân số cũng như là thời gian huấn luyện. Trong nội dung huấn luyện lắp ghép phá PMP, từ kỹ thuật của từng cá nhân đến hành động phối hợp của cả tổ tác nghiệp đều được yêu cầu thực hiện ở cường độ cao với sự ăn khớp tuyệt đối. Trong quá trình huấn luyện cũng như luyện tập, các chiến sĩ luyện tập chưa thành thục, chưa tốt thì tôi sẽ tập trung cả đơn vị, thống nhất lại, hướng dẫn lại động tác và nêu ra những điểm sai, những điểm cần chú ý để bộ đội có thể nắm được. Rất nhiều tình huống sát thực tế như vậy đã được nghiên cứu, đưa vào giáo án huấn luyện, thể hiện rõ sự nỗ lực quyết tâm trong giai đoạn đầu điều chỉnh, tổ chức lại biên chế của Lữ đoàn Công binh 575. Và trái ngọt đang dần đến ngày lượm hái, khi thời gian qua, đơn vị liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các cuộc diễn tập lớn của Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng.